còn nếu mà nó có nhìn thì nó nhìn mình với một ánh mắt. Hello. Sớm được rồi, đi chơi kiểu thế. Trời ơi, tôi phải nói là tôi quá đau đầu với chúng nó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Nancy. Hôm nay mọi người thấy là mình có hai khách mời đặc biệt là Mi và Mo. Sao em có ý kiến gì mà lại sửa? Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về tips dẫn thú cưng đi du lịch, và cụ thể nhất là hai con béo này. Và bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu nhé. Let's go. Ra đi. Đầu tiên, trước khi mà chúng mình đi du lịch thì sẽ cần phải tìm hiểu nơi địa điểm mà mọi người đến. Ví dụ như là đến khách sạn chẳng hạn, những nơi mà họ có cho phép thú cưng đi hay không. Tại vì là có những nơi thì họ sẽ không cho thú cưng, hoặc là có cho và sẽ có những quy định gì đấy. Thực ra mọi người phải tìm hiểu xem. Ví dụ có những nơi thì có cho phép thú cưng, thế nhưng mà họ sẽ cần phải có dây hoặc là phải không được thả rông chó. Thế nên là mọi người phải tìm hiểu kỹ về cái vấn đề này nhé. Số 2, đó chính là phương tiện di chuyển. Ngoài chỗ ở ra thì phương tiện di chuyển cũng rất là quan trọng mọi người ạ. Tại vì là tùy theo cái địa điểm mọi người đi thì chúng mình có thể di chuyển bằng máy bay hay tàu hoặc là ô tô. Thì hầu như là chúng mình cũng phải xem là có những quy định gì về cho thú cưng hay không. Và cũng như là chúng mình phải giữ gìn, đảm bảo sạch sẽ và tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Với máy bay đi thì mọi người phải xem là hãng máy bay họ có cho phép thú cưng hay không, và cần hành lý như thế nào và di chuyển ra sao. Đấy, nói chung là có rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà mọi người lạ lùng lắm. Khi mà đi ô tô thì mọi người sẽ luôn sợ là thú cưng của chúng ta có kiểu sợ hay là run gì không ấy. Thì không biết mọi người như thế nào, nhưng mà hai con nhà mình nó kiểu nó như là một cái trường hợp rất là lạ lùng. Giống như nó kiểu nó không sợ mà nó còn rất là nghịch nha mọi người. Nó lên nó nghịch xong rồi buồn cười cực luôn ấy. À, đấy cũng là một cái mà mình sẽ nói tiếp theo, là chính là chuẩn bị tâm lý cho thú cưng. Như mình nói nãy, chuẩn bị tinh thần cho thú cưng thì cũng rất là quan trọng. Tại vì là nhỡ mà nó đi mà nó không vui, hoặc là nó bị say xe hay như thế nào đấy, thì là coi như chuyến đi nó cũng buồn theo. Thế nên là mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho thú cưng bằng cách là cho nó làm quen với việc mà chúng mình sẽ phải di chuyển lâu và di chuyển dài. Mọi người có thể dẫn nó đi dạo ở công viên này, hoặc là lâu lâu ấy cho nó đi thử trên xe máy, hoặc là đi thử ở trên ô tô một đoạn đường nào đấy, để cho nó làm quen với việc là sẽ hơi sốc sốc một tí ở trên ô tô này hoặc trên tàu. Và sau đấy khi mà các bạn ấy làm quen được thì đi nó sẽ rất là dễ dàng. Ngoài việc di chuyển ra thì nó còn việc là làm quen với cả môi trường mới nữa. Thì mọi người cũng nên chuẩn bị những cái đồ dùng cá nhân cho chó. Thì có những cái giống như là dọ mõm này, dây này, rồi bát nước, bát ăn của nó. Thì mọi người cũng nên cho các bạn ấy đi kiểm tra sức khỏe xem là có phù hợp để mà đi những cái chuyến đi du lịch hay không nhá. Ngoài ra, việc chuẩn bị tinh thần cho cún thì chúng mình cũng nên chuẩn bị tinh thần cho bản thân chúng ta nữa. Về việc là chúng mình sẽ cần đảm bảo an toàn này các thứ, và những cái tình huống mà có thể xảy ra với cún nữa. Ví dụ như là lỡ mà các bạn ấy có thể đi lạc thì sao, hoặc là đến nơi thì các bạn ấy lại hơi bệnh một tí, thì cái phòng khám thú y gần nhất nó ở đâu, thì chúng mình cũng sẽ phải chuẩn bị những cái đấy nữa. Rồi ơi mọi người ơi, nhắc đến lạc thì phải gọi là bọn này là chùm luôn, bọn này chúa luôn. Ô nó khổng nó này mọi người. Mùa nó hám chơi quá, nó cứ me để nó đi ra ngoài này thôi. Eo nó láo cực. Mô ra đây nhà người ta mô. Mô đi về. Ấy kìa kìa, cẩn thận. Tại vì là như mọi người thấy, khi mà chúng mình đi xuống Long Hải ấy, thì cái chỗ resort nhà mình ở chỗ resort nhà mình ở ấy, thì nó sẽ có những cái sân vườn đằng sau rất là lớn. Và thường thì nhà mình sẽ hay cho bọn Mimo ra ngoài đấy để đi dạo, đi vệ sinh các thứ ấy. Thì chuyên gia luôn, cứ đợi kiểu như là mình với mẹ, hoặc là mình cứ ngồi lướt lướt như này thì không để ý phát thì chúng nó khổng. Tại vì chúng nó thích chơi quá rồi ơi, cứ phải làm phải đau tim mấy lần chúng nó mới chịu ấy. Cứ sổng 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 như này thì xong bắt đầu gọi đi tìm nó. Nó ham chơi đến nỗi mà nó không thèm nghe, nó cứ chạy tiếp, nó không thèm ngoảnh mặt lại nó nhìn. Còn nếu mà nó có nhìn thì nó nhìn mình với một ánh mắt. Hello.
sớm để rồi đi chơi kiểu thế. Trời ơi, tôi phải nói là tôi quá đau đầu với chúng nó. Thế nên là lúc nào mình cũng phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần để là chúng nó có thể sống bất cứ lúc nào và luôn luôn là luôn luôn ở trong cái tình trạng là phải kiểu không thấy nó là bắt đầu phải chân phải chạy luôn. Thế nên là mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho chính bản thân mình nữa nhé. Hết rồi My ơi, hết cách tiếp rồi. Thế nên là My bye bye mọi người đi. Hẹn mọi người trong số sau đi. Bye bye đi. Bye bye mọi người ơi. Và đấy là những cái tip mà mình đã rút ra được sau khi tìm hiểu và cũng như là sau cái những cái kinh nghiệm mà mình đã đi chuyến Long Hải. Thế nên là nếu mà các bạn nào mà có ý định là chúng mình sẽ cho thú cưng đi du lịch cùng thì hãy tham khảo thử cái video này nhá. Ok, và chúng mình sẽ gặp lại mọi người trong các số lần sau. Và có thể là vẫn sẽ xuất hiện Mimo đó. Mọi người hãy cùng đón chờ nhá. Ok, bye bye. Bye bye đi. Bye bye các anh chị nha. Các anh chị hãy subscribe, like, share cho chị Nhân của My nha. Bye bye. Bye bye.